Mục tiêu đầu tiên của Roma là vào vòng bảng, và thứ hai là đứng đầu bảng. Mourinho nói hôm 4 tháng 10 trong buổi họp báo trước trận gặp Servette ở lượt hai bảng ở Europa League. Mùa trước, chúng tôi phải đá thêm hai trận với một câu lạc bộ từ Champions League. Chúng tôi phải đứng đầu bảng để tránh điều đó, nhưng còn quá sớm để nói về kết cục. Với những kết quả tại Champions League, bạn có thể tưởng tượng những câu lạc bộ mạnh sẽ rớt xuống Europa League. Tại Europa League, chỉ các đội đứng đầu mới vào thẳng vòng 1/8, còn các đội nhì sẽ đá hai lượt playoff với nhóm câu lạc bộ đứng thứ ba Champions League. Mùa trước, Roma xếp sau Real Betis tại bảng C Europa League và phải đá vòng playoff với Red Bull Salzburg. Thầy trò Mourinho thua 0-1 trên sân khách ở lượt đi, rồi thắng 2-0 tại Olympico để đi tiếp. Sau đó, Roma lần lượt hạ Real Sociedad, Feyenoord, Bayer Leverkusen trước khi thua Sevilla trên loạt luân lưu ở chung kết. Ở vòng bán kết, Mourinho cho rằng Roma về lý thuyết đá vô địch Europa League vì là đội duy nhất trụ lại từ đầu mùa. Ba câu lạc bộ còn lại Leverkusen, Sevilla và Juventus đều rớt xuống giải đấu hạng 2 châu Âu sau khi đứng thứ 3 ở vòng bảng Champions League. Huấn luyện viên Mourinho trong họp báo trước trận đấu Servette ở Europa League. Sau trận chung kết, Mourinho cáo buộc trọng tài chính Anthony Taylor thiên vị Sevilla vì không phạt thẻ vàng thứ hai với Eric Lamela và không thổi penalty sau tình huống Fernando chạm tay vào bóng trong vòng cấm. Người đặc biệt còn xì vả Taylor ở bãi đậu xe khi gọi các quyết định của trọng tài người Anh và trợ lý là sự ô nhục. Sự việc khiến Mourinho bị Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, cấm chỉ đạo 4 trận và ông tiếp tục không được góp mặt ở khu kỹ thuật trận gặp Servette hôm nay. Tôi tin tưởng các cầu thủ và ban huấn luyện, Mourinho tỏ thái độ lạc quan trước thách thức ở Europa League.